Vâng, Nha Trang chúng tôi mến chào của nhà. Và hiện tại sáng nay 27 tháng 6, Nha Trang chúng tôi đón hai khách ở tòa nhà Panorama ở ngay đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hôm nay trời nắng rất đẹp nhá, thuận lợi cho các bạn đi tour đảo Vĩnh Hy, Đồng Cừu, Vườn Nho. Sau khoảng nửa tiếng chạy xe thì xe chúng tôi đang chạy trên đại lộ quốc lộ 1A. Đoạn này đi ngang qua thành phố Cam Ranh. Rồi anh chị em mình dậy thôi. Cua trái tại đây nhá, cua trái tại ngay chỗ khúc cua này là chúng ta sẽ vào được khu du lịch Bình Tiên, Vịnh Vĩnh Hy. Đâu đâu đây chị ơi. Vâng, hiện tại chúng tôi đã có mặt tại Đồng Cừu, Suối Tiên, khu vực thành phố Cam Ranh. Thì hôm nay có một vườn sen đang rực nở. Anh chị ơi, vào đây đi. Ôi đẹp không này. Anh Hương ơi, chị Hương ơi. Đấy, đây. Một vườn sen thơm mát này. Hoa sen đang nở đẹp quá. Đấy, các cậu đứng bên này chụp qua là thấy được hết cái hồ sen này. Đây, thơm mát luôn này. Thật là yên bình, thật là yên tĩnh. Hôm nay chỉ có hai khách của gia đình nhà chúng tôi thôi. Đó, khi mà mùa mưa xuống anh chị à, mùa mưa xuống á, là nước ở trên núi kìa chảy xuống đây và sẽ được chia làm nhiều nhánh nhỏ chảy qua hồ sen, chảy qua cái khe bên này đó, chia nhiều nhánh nhỏ chạy xung quanh cái khu vực khu du lịch này. Thơm nhỉ? Dạ đúng rồi. Dạ. Vâng. Đây, con đường này sẽ đưa chúng ta vào thẳng được khu du lịch Đồng Cừu. Đây, thẳng con đường này luôn. Đó, chỉ dắt tay nhau đi rồi. Rồi, chạy chạy ra giữa này. Chạy chạy ra giữa này. Xoay vào vòng tròn cái nào. Không biết xoay. Cứ xoay người thôi. Đấy. Rất nhiều thứ này, đặc biệt có cả chuối này. Đó. Đây là cây hoa giấy này. Đấy, vào trong giữa luôn. Đấy. À, ủ rơm này. Và ủ rơm, họ phơi rơm để cho bò ăn á, cho bò mang cho cừu ăn á. Đến mùa khô không có thì vào họ lấy rơm này họ cho cừu ăn. Đó. Ở lại trong này luôn. Bê 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 bê. Rồi, chị cầm lá ở đây, cầm lá ở đây. Cầm lá ở đây cho nó ăn này. Hello, xin chào. Đó. Cứ đưa cho nó ăn bình thường. Đấy. Đấy, đấy, nó tới ăn này, đấy, nguyên một đàn luôn này, đấy. Đấy. Dạ. Anh phải cầm cho tôi. Đó. Để về em xin thêm cỏ nhá. Ê, bê, 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 bê. Cầm ấy. Dạ, cầm cho nó ăn đi. Dạ. Cho ăn ít một thôi. Thả xuống, ít một thôi. Đó. Đó, thả xuống, đó, đúng rồi, cho nó ăn như thế, đúng rồi, nhìn máy này, cho nó ăn đi, cứ cho nó ăn đi. Bốc cái một ra, bốc cái một ra, bốc cái một ra, thả cho nó ăn đấy. Đó, anh tranh thủ chụp đấy. Rồi rồi, ok. Không đùa được đấy.
Đó, vuốt ve đầu nó đi, xòa đầu đi, vuốt ve nó. Rồi, 2, 3. Bắt về đấy hả? Nó sắp rơi cả bánh nữa rồi. Chị cứ ra đi kệ la. Vâng, số tiên mùa này về hiện tại có rất chi là ít nước đó. Chỉ khi đến mùa mưa xuống thì bắt đầu nước mới nhiều. Vâng, đây, dòng suối đã cạn khô theo năm tháng. Ở đây đang được phủ xanh bởi những dãy tre, những bụi chuối và những hàng dừa. Chúng tôi mua được những con cá rất chi là tươi ngon tại khu vực này. Khi mà họ mới vừa bắt được, chúng tôi bây giờ sẽ di chuyển tới Bình Tiên để nướng và ăn trưa nghỉ ngơi tại Bình Tiên. Điểm tham quan thứ hai. Đó, đây là những chiếc xích đu sống ảo bằng tre này. Vâng, những cây xoài này có mấy chục năm tuổi rồi này. Đó, cuốc kêu đó. Thấy không, không cảnh tự nhiên không, cuốc kêu đó. Vẫy tay chào mọi người này, mình đang ở Đồng Cừu này. Hôm nay thiên phong cảnh thiên nhiên hữu tình này, mình đi cùng với bồ nhí của mình này. Đấy, ok, rồi cảm ơn chị. Vâng, bồ to luôn á, bồ vĩ đại luôn á. Bồ to vĩ đại. Dạ đúng rồi. Dạ rất chi là mát. Đó, mình tiếp tục di chuyển ra tổ chim nấc thang thiên đường. Hiện tại là hoa phượng đang nở rất chi là đẹp. Đó, đây là tổ chim. Bên cạnh tổ chim giả là có một tổ chim thật kìa. Đó, tổ chim di đang ở trên. Đó, và phía đây là chính là cổng trời. Cổng trời của chúng ta. Đây chính là cổng trời này. Rồi trèo lên tổ chim đi. Trèo lên tổ chim chụp hình nha. Đó, hôm nay phía cổng trời rất chi là đẹp này, được trang hoàng bởi rất nhiều cây hoa rực rỡ. Đây, đây gọi là nấc thang lên thiên đường. Trước mặt chúng ta là quả đồi quả núi rất to. Xin thiệu anh chị nha, đây là khu vực là vườn quốc gia núi Chúa. Vâng, vườn quốc gia núi Chúa trải dài giữa ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Đấy, vườn quốc gia nhá. Cho nên là vườn quốc gia đó. Giờ bây giờ mình sẽ hướng thẳng Bình Tiên. Vâng, hôm nay chúng tôi quyết định thay đổi điểm ăn trưa do một số lý do tế nhị. Vâng, chúng tôi quyết định ăn trưa tại bãi tắm đẹp nhất. Đó chính là bãi tắm biển Bình Tiên. Vâng, ngay chúng tôi đang đi xuống vào làng văn hóa Bình Tiên. Đó, thôn Bình Tiên. Đây vẫn trực thuộc Khánh Hòa. Đó. Cuối con dốc này đang có một khu resort xây lên. Tổng trị giá 1.000 tỷ. Bãi tắm chính của chúng tôi là phía sau lưng hàng dương kia. Chúng ta đi cuối đường luôn. Cuối đường là sẽ ra được phía bãi biển. Chắc chỉ khoảng 2 năm trở lại đến nữa thôi là các bạn tranh thủ đi, chứ còn không thì hết cơ hội rồi. Bãi tắm chính của người dân địa phương này. Đã cho xuống cái bát nát dưới kia.
Xe mày khỏe đấy cô đấy. Xe khỏe không? Không xuống được. Kiếm chỗ nào mát đậu thôi. Đây này. Đấy. Ừ. Đây. Đấy. Thấy chưa? Họ đang tắm biển kìa. Xanh ngắt luôn. Đây đa phần là dịch vụ tự túc, các bạn mang tự mang đồ ăn đồ uống theo này, các bạn vui chơi. Đó. Tại bãi biển Bình Tiên xanh ngắt thì chúng tôi đã nhóm lửa. Vâng. Nhóm lửa chuẩn bị cho cuộc vui ngày hôm nay. Xin chào gia đình nhà mình. Hôm nay mình có ăn một khu vực ăn rất chi là tuyệt đẹp, đó là bãi biển Bình Tiên. Wow, đẹp như này. Ôi, Bình Tiên sở hữu một làn nước trong xanh. Vâng. Anh ơi, mát tuyệt vời. Nước tuyệt vời các bạn ơi. Bập bùng lửa cháy. Đây, một cái view rất chi là đẹp. Gia đình bạn Hương Toàn đang ngồi ăn thịt đối diện chúng ta. Rồi, vô cái nào. Rồi cái chúc mừng cuộc hội ngộ ở giữa Bình Tiên. Vâng. Rồi. Cảm ơn các bạn đã ra chương trình này. Đây, bê ướp lạnh. Đó. Ngon. Rồi, nhà mình sắp sửa lên đoạn cao nhất của khu vực biển Bình Hưng, đó chính là đài quan sát. Từ cái đài quan sát này mình có thể nhìn hết Bình Ba, Bình Hưng, Bình Lập và bán đảo Bình Tiên lúc nãy mình ăn cơm trưa. Mình sẽ dừng lại đài quan sát khoảng 5-10 phút để chụp ảnh. Cực kỳ đẹp này, cực kỳ trong này. Đấy, đây là của đài quan sát. Thế mình sẽ hạ góc kia nhá, có một chỗ là họ chuyên làm cho chúng ta chụp hình. Đó, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại đài quan sát khu vực là bán đảo Bình Hưng. Từ đây các bạn có thể nhìn xuyên được suốt sang đảo Bình Hưng, đảo Bình Ba và cung đường đèo chúng ta mới đi ở phía dưới đó. Trời rất chi là trong xanh nhá. Đó, những con chim đang hót. Đây là giáp danh với khu vực là Ninh Thuận đó. Và phía dưới các bạn đó chính là vườn quốc gia Núi Chúa. Quốc kêu ấy. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình là Xuân nhé. Mình có mặt ở tại vườn nho Phan Giang à? Dạ, Phan Giang. Phan Giang, lần đầu tiên mình được vào vườn nho. Nho ở đây rất là tươi và đẹp, rất ngon nhé cả nhà nhé. Cả nhà ai có nhu cầu xin mời nhé. Xin mời đến vườn nho Phan Giang nhé. Gặp hướng dẫn viên tên là Hoàng nhé. Hoàng, bạn Hoàng ở Nha Trang sẽ dẫn mình đi vào vườn nho rất là thích. Ôi dồi ôi, nhiều không này. Vừa ngon vừa rẻ. Ai ăn món ăn ngon ăn rẻ chạy đến đây nào. Xin bớ người ta nho đây, nho đây, nho đây. Rồi. Đúng này. Vâng. Khúc cua này là chúng tôi đã kết thúc cái điểm tham quan cuối cùng ở tại vườn nho. Nhưng mà video vườn nho thì xin hẹn lại các bạn ở những video sau. Tôi sẽ cắt ghép từ những video khác sang đây.